hai phụ nữ đã có liên quan đến nhau. Maximum likelihood. Cái này thì đề cũ nó 2017 nó không cho nha, nhưng mà nó sẽ là nó có potential, nó có tiềm năng là cho ở phần đề sắp tới này ha. Dạ. Nên phần này nó quan trọng. Rồi, sau đây mình sẽ nói sơ về giới thiệu xíu, thì là một introduction. Thì có những cái nói xong. Thì thứ nhất đó, là cái này mình tiếng Việt mình dịch là ước lượng hợp lý tối đa hay là ước lượng hợp lý cực đại ha. Mình sẽ ví dụ như sau nè. Mình giả sử như là mình biết cái sample của mình á là nó có phân phối gì rồi, nó có phân phối à, dạ. Ở trong cái phân phối á thì nó sẽ có cái parameter. Parameter là cái tham số mà hôm trước mình đi tìm á, ví dụ như là Bernoulli là B nè. Rồi binomial cũng là B nè, geometric cũng là B nè, Poisson là lambda, được không? Những cái parameter đó mình gọi chung, mình đại diện một cái từ chung gọi là từ theta. Được chưa nào? Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái sample. Mình lấy sample đủ lớn để mà mình ước lượng những cái theta mà mình vừa đề cập lúc nãy đó. Đó nè. Thì cái phương pháp mình làm là phương pháp maximum likelihood nha. Và cái hàm mà mình cần tìm là cái hàm là likelihood function, cái đó gọi là hàm hợp lý ha. Rồi mình sẽ ví dụ đầu tiên ha. Ví dụ nha, ví dụ như là bây giờ mình sẽ có là thằng x á, là cái số điểm thi, mình là người đi thi nha ha. Mình đi thi, giả sử như là mình đi thi một công an nào đó, thì thằng x nó là đại lượng ngẫu nhiên, thì mình biết rằng là thằng x nè nha, giả sử cái điểm của mình là phòng nghiêng đi ha, nó là sample space, thì nó sẽ chạy từ là 1 cho đến 10, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thôi, muốn lấy không cũng được, không tức là không làm được câu nào đó ha. Rồi mình đang thi cho môn A ha. Rồi bây giờ mình thi các lần như sau nha. Ví dụ mình thi lần đầu tiên thì x đó, thì đây là lần đầu tiên nè, x1 nó sẽ bóc là một trong những giá trị trong này, được không? Nào, x1 thì mình giả sử nó là A1 đi, tức là A1 thì nó sẽ là possible những giá trị mà từ 0 đến 10 nè, ha. Thì tức là x này là từ 0 đến 10, tức là nó chạy từ x0 cho đến x10. X0 tức là giá trị 0, x10 là giá trị 10 đó. Dạ. Rồi, giả sử giờ mình thích, đây là thi môn A nha. Rồi đây là mình thi lần đầu tiên mình được điểm A1. Mình thi lần thứ hai là x2, mình được điểm là A2. Rồi .. mình đi lần thứ n, mình được là điểm AN. Thì quá trình này gọi là quá trình lấy mẫu nha. Mỗi lần nó sẽ là một lần ngẫu nhiên. Đó, nó như là x như ban đầu này nè. Đó, nha. Nhưng mà bây giờ nha, mình sẽ không đề cập từ x0 đến x10 nữa. X0 đến 10 bản chất là nó sẽ nằm trong này nè. Bây giờ mình sẽ thay toàn bộ thằng A1, A2, AN luôn. Nó sẽ bằng là từ x1 đến xn để cho nó khớp cái ký hiệu. Hiểu không? Ha. Đó, thì đây. Đây là x1, đây là x2, và đây là xn. Thì từ cái sample này, mình phải ước lượng được cái parameter của phân phối. Thì quá trình mình làm á, mình gọi là maximum likelihood. Được không? Ha. Ví dụ số 2 nha. Rồi mình số cho nó gọn lại này. Đây là những cái gì mà nó cô động nhất này. Rồi mình ví dụ số 2. Giả sử như là mình là người chủ của cái tiệm bán xe ha, mình khảo sát người đi mua xe, được không? Thì x là cái đại lượng ngẫu nhiên, là nó thuộc cái sample space này, là nó chỉ thuộc hai giá trị thôi, là mua xe và không mua xe. Không mua xe là đạt giá trị 0, và một là có mua xe, được không? Rồi khách đầu tiên vào mình gọi là x1, thì nó có thể nhận là 0 1 1, thì mình gọi nó là bằng x1. X1 nó sẽ là 0 1 1, cũng như x1 cho nên là từ 0 đến 10 vậy đó, đúng không? Và quá trình cứ tiếp tục kiểm tra người thứ hai thì đến được là x2, và .. muốn bao nhiêu lần đó thì tìm mình n là, thì đây sẽ là xn nha. Trên này là mình có cái phân phối này, người ta gọi là phân phối là normal distribution nè, nhưng mà mình không thấy đề cập nên mình không đề cập phân phối. Còn cái này nha, là gọi là phân phối là Bernoulli nha chú nha.
Đó. Thì giả sử như bây giờ mình x1 nữa nha, mình ra được là bằng 0. X2 mình ra được là 1, xn mình ra được là 0 thì mình sẽ có được một cái là sequence, tức là một cái chuỗi nha. Với cái chuỗi này mình phải ước lượng được là cái thằng parameter của Bayesian là B nó bằng bao nhiêu. Hiểu không? Mình chú ý nha, đáng lý bản chất trong này là từ x1 đến xn, nhưng mà do mình không đề cập trong này x1 đến xn đó, nên mình xài ở ngoài luôn cho nó đồng bộ những cái hiệu. Hiểu không? Đó, ok không? Rồi. Vậy mình sẽ có bốn bài tập là tương ứng với bốn cái phân khối mình đã học. Người ta cho mình những cái từ x1 lớn, xn lớn này, mình phải đi ước lượng được là cái thằng parameter nó bằng bao nhiêu. Thì mình sẽ làm là maximum likelihood. Ok. Nếu nó cho thì nó sẽ cho là một trong bốn cái này ha. Mình sẽ học bốn cái này thôi. Cái mô hình trên này là phân phối là normal distribution nha. Nhưng mình không học nữa, mình không có đề cập sâu vào phân phối. Còn cái này là Bernoulli ha, nhớ ha. Rồi. Bây giờ mình sang phần số 2. Mình tìm hiểu cái hàm quan trọng likelihood function. Mình phải đi tìm hàm này và mà mình sẽ đi khảo sát hàm này nó đạt maximum tại đâu. Rồi. Đầu tiên mình sẽ viết lại cái hiệu cho dễ hình dung nha. Mình có là x nè. Nó là một tập n lần từ x1 đến xn. Nó bằng gì thì nó sẽ bằng từ đó nha, x lớn á, nó xét vô thực tế nó sẽ là một cái x nhỏ tương ứng. Thì x lớn 1 nó sẽ bằng x nhỏ 1. Ở bên dưới là tổng quát nha, bên dưới đây là thực tiễn mình khảo sát ha. Đây, x2 chấm chấm chấm, đây là xn. Để cái này là vector nha, trừ x nhỏ xíu nha, nhưng mà nó chữ hoa nha. Để thể sự khác biệt. Đó, đây là về mặt ký hiệu. Bên dưới là tương ứng với bên trên nhưng mà nó bằng một cái trị cụ thể ha. Rồi bây giờ mình sẽ định nghĩa như thế nào là hàm likelihood function nha. Hàm likelihood function là cái hàm này, là một cái hàm L lớn. À, mình giả sử cái biến cái parameter mình cần estimate á, mình cần ước lượng á, nó là parameter theta. Cái là cái cần ước lượng nha, mình sẽ là ký hiệu chung cho tất cả các phân phối luôn, tất cả parameter luôn. Còn trong ngữ cảnh nào thì mình thay cái thằng theta bằng cái parameter đó. Được không? Rồi. Thì cái thằng L á nó sẽ là một hàm thi biến theta. Ở đây mình sẽ chứng minh công thức một lần, sau này mình sẽ lấy cái đầu là cái cuối mình xài thôi, mình không cần chứng minh lại ha. Rồi. Thì mình sẽ có được, nó sẽ bằng là cái hàm là probability mass function, tức là BMF. F này ha, như này là x lớn. Này sẽ là x nhỏ. Ở đây nó sẽ là chấm phẩy một cái theta. Một số sách đó nha, là người ta cái hiểu cái này nè, nó như nhau nha, chú nha. Người ta dùng dấu gạch ha. Dấu gạch hay là dấu chấm phẩy nó như nhau, lỡ mình có đọc sách mình thấy nó sẽ khác biệt thì bản chất nó là một thôi, không? Rồi. Mà cái thằng x ho mà chữ nhỏ này nha, mình sẽ thay nó bằng là từ x1 đến xn ha. Mình làm bao nhiêu lần, ví dụ làm một lần là chỉ bằng x1 thôi, còn làm n lần nó sẽ là xn, từ x1 đến xn mình thay à. Tức là quá trình ngẫu nhiên x1 lớn nó bằng x1 nhỏ, ngẫu nhiên x2 lớn nó bằng x2 nhỏ ha. Yeah. Là cái ví dụ mình phân tích ở trên lúc nãy nó là cái gì đó ha. Rồi. Và mình có luôn ha. Cái này á là những cái quá trình từ những cái quá trình ngẫu nhiên x1 lớn, x2 lớn, xn lớn á là những cái nó độc lập với nhau, nó independent, nên tại đây mình tách ra nó bằng một tích ha. X1 với theta nó nhân cho là ở đây là sẽ là x1 ha, tương tự f x2, đây là theta và nó sẽ là chấm 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 f của xn theta. Tại đây là nó vì tính chất là independent nha, mỗi lần nó không liên quan gì đến nhau, nó không bị chi phối với lần trước, nên là mình tách ra nó bằng một tích ha. Và cái này nó sẽ tương đương thêm một cái nữa, mình sẽ refer dùng cái này nha, được không? Thứ nhất là mình sẽ viết tương đương để mà lỡ mà người ta cứ bước vào mình đọc sách mình hiểu ha. Cái là cái tương đương nó như nhau nha, tức là đây là sẽ là xác suất nè của x một lớn nó bằng x một nhỏ chấm phẩy một cái là theta, đây là xác suất của là x hai lớn nó bằng x hai nhỏ chấm phẩy một cái là theta và chấm 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 xác suất của xn nó bằng là xn nhỏ chấm phẩy cái theta. Cái trên cái dưới như nhau không khác gì nha, nha. Nó tương đương về mặt ký hiệu, mình thống nhất mình dùng cái màu đỏ thôi nha. Rồi,
lâu mình đổi gió thì mình dùng cái mùi dưới đa dạng cũng được, không sao ha. Vậy sau này mình dùng cái nhang là mình sẽ viết luôn là từ cái đầu tiên này nha, mình tới cái chỗ cái màu đỏ luôn, không cần phải thông qua cái trung gian nữa để khỏi tốn thời gian, ok không? Sau khi mình có được hàm L lớn rồi, hàm L lớn người ta gọi là likelihood function nha, người ta gọi là hàm hợp lý ha, tiếng Việt gọi là hàm hợp lý, cái này là cũng là hàm hợp lý nha. Mình đây nè, đây là hàm hợp lý ha, L beta nè, likelihood function. Mục đích là mình đã biết được phân phối nhưng mà mình chưa biết được cái tham số của phân phối, mình phải lấy mẫu để mình đi tìm. Nó là như thế. À. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái khái niệm nữa, người ta gọi là log của likelihood function. À. Người ta có hiểu là hàm L nhỏ là một hàm theo biến theta. Nó sẽ bằng là log của hàm L lớn. Ha. Bây giờ mình sẽ thấy giải thích tại sao nó lại đĩa ra hàm này. Ha. Rồi, chắc không chưa? Bây giờ bắt đầu mình giải thích xíu nè, tại sao nó đĩa ra hàm bên dưới nè. Nha. Việc của mình á, là mình phải đi tìm là cái điểm theta để mà làm sao cho cái hàm L lớn nó maximum. Ha. Được không? Nhưng mà cái việc đó đó, mình đi tìm theta ở, nó sẽ nằm trong cái hàm tích này nè. Để đi tìm một cái maximum của hàm tích á, dùng pháp đạo hàm á, thì nó rất là phức tạp nha. Thay vào đó thì người ta sẽ lấy log của cái hàm đó, tức là đi tìm maximum của log của hàm đó nha. Thì cái công việc mà đi tìm maximum nó sẽ đơn giản hơn. Cái hàm log á, nó đạt maximum tại đâu thì cái hàm gốc là cái hàm lớn nè, nó cũng đạt maximum tại đó. Hình dung được không? Đó. Tức là hiểu nôm na là cái công việc đi tìm maximum của cái hàm là lời nhỏ nó dễ hơn so với cái việc mà đi tìm maximum của hàm L lớn. Đó, nên người ta để ra hàm L nhỏ để đi tìm maximum. Được không? Nha. Rồi, vậy là mình đã xong toàn bộ lý thuyết. Bây giờ mình của cái của mình nó có 4 phân phối thì bây giờ lần lượt mình đi tìm cho 4 phân phối đó ha. Không? Rồi. Ở đây là mình chỉ có thống nhất cái hiệu số nha. Nha. Nếu mình có cái tổng nè, y chạy từ 1 đến n thì mình sẽ viết luôn. Mình bỏ luôn cho nó gọn nha. Bỏ y từ 1 đến n tức là nó mặc định ha. Để viết cho nó gọn thôi, cho nó dài lắm ha, tin tưởng nữa nha. Tích của là y chạy từ 1 đến n thì mình viết luôn là một tích. Dấu bài này là dấu tích á, cho nên là dấu xong ha. Ok, bài đời tập đầu tiên. Xíu mình có buổi tính chắc nha, nhưng mà đi cập tính chắc sau. Đầu tiên là mình đi tính trước đã ha. Ok. Bài đầu tiên. Cái bài này nó hỏi mình là từng ý một ha. Thực chất thì cái bài toán của nó vẫn là đi tìm là maximum likelihood của cái thằng parameter là thằng B trong phân phối là Bernoulli. Mình bỏ chữ B để F đi ha, nó dư chữ B để F rồi. Ok. Rồi, mình có là S1 đến Sn, nó là một cái random sample của một cái là Bernoulli distribution. À, tức là S1 là cũng là Bernoulli, Sn cũng là Bernoulli, mình có N là một Bernoulli, được không? Rồi. Ý đầu tiên á, nó yêu cầu mình đi tìm là hàm là likelihood function. À. Ý số 2 là đi tìm là cái hàm là log likelihood function. Và ý số 3 là hãy đi tìm là maximum likelihood function của B, tức là ước lượng của thằng B. Và cái thằng B trong người cảnh này là cái thằng theta tổng quát mình đã học ở trên đó, được không? Nha. Thực tế là cái đề của mình chỉ cần câu bên dưới thôi nha, mà muốn làm câu bên dưới thì phải thông qua hai cái câu trên đó nha. Được không? Ok ha. Rồi bắt đầu giải nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ revision lại là cái thằng Bernoulli xíu. Mình có thằng x nè, nó có phân phối Bernoulli thì ngã là B. Mình muốn viết full ra từ Bernoulli cũng được ha, là BB. Được không? Rồi, thì từ đây mình sẽ có luôn là cái hàm BMF của nó. Nó sẽ là probability mass function, đúng không nè? Tức là cái hàm là F của x nhỏ nè. Nó sẽ bằng là xác suất của x nhỏ. Và cái này nó sẽ bằng là B mũ x. Nó
nhân cho là 1 trừ x 1 trừ b ha. Dạ. 1 trừ b mũ là mũ 1 trừ x. Trừ x chỉ chạy từ 0 đến 1 thôi. Được không? Rồi, bây giờ mình áp vô trong này ha. Mình thấy rằng là từ x1 đến xn mình gọi chung nó là xy. Xy bất kỳ nó đều có phân phối là Bernoulli BI. Nhưng mà vì tại vì nó cùng phân phối nên là cái BI nó giống nhau, cùng một khối Bernoulli mà, phải không? Nên mình ở đây mình gọi chung luôn là B luôn. Bản chất của nó là BI nha. Nhưng mà do nó cùng Bernoulli distribution nè, được chưa? Nên nó sẽ là cùng B. Ở đây sẽ là B. Ok ha. Rồi. Từ đây mình suy ra luôn là cái hàm là F xy. Xy tức là một cái thằng bất kỳ chung này nha. Đây nó sẽ bằng cho mình là B, vì B chung ha. Xy nhân cho 1 trừ cho là B của là 1 trừ cho xy. Ok, mình xóa nháp cái này ha. Dạ. Thì mình bổ sung cho đầy đủ là cái thằng xy nó chỉ bằng là hai giá trị là 0 và 1 thôi. Được không? Rồi, ok, có mình thấy mà vừa vision là bắt đầu mình đi tìm này ha. Mình đi tìm cái hàm đầu tiên là câu A đó, đi tìm cái hàm là likelihood function là cái hàm L lớn theo biến theta, mà biến theta đó trong ngữ cảnh này nó là B đó. Được không nào? Không. Thì bản chất vấn đề nó sẽ bằng là F của x, và ở đây sẽ là x này nha, vì nó là một vector nha, chú ý chữ x nha, x này nó nhỏ hơn xíu, chú ý nha. Nhỏ hơn xíu. Đó. Và cái tham số ước lượng trong trường hợp này là cái bên nó là theta nha, thì trong trường hợp này nó sẽ là B. Ok chưa? Mình kéo xuống là mình không tính nè, nó sẽ là mình chép luôn cái thằng này ra luôn ha, tức là cái x này mình tách thành những cái x nhỏ từ x1 đến xn, đúng không? Vậy mình tách luôn nha. Và đây sẽ bằng là xác suất của x1. Ở đây sẽ là x1 B F của x2 b và chấm 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 f của xn và xn b. Được không? Yeah. Mà cái thằng xy mình có ở trên rồi, bây giờ mình áp dụng nha. Đầu tiên là y bằng 1 mình xúc vô. Mình được là b nè, x1 nè, 1 trừ b nè, 1 trừ x1 nè, được không? Yeah. Rồi, tiếp tục mình áp dụng cho là cái y nó bằng 2, mình sẽ được là b nè, x2 nè, 1 trừ cho b, rồi 1 trừ cho x2, chấm 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 b nè, 1 trừ b, rồi 1 trừ cho là xn. Ok ha? Dạ. Bây giờ mình sẽ rút gọn cái tích nè. Ha. Mình nhìn vô ha, đầu tiên là mình dành cho cái thằng b mũ trước, đây là b mũ nè. Đây là mình thiếu cái thằng b mũ xn ha. Rồi, ở đây mình nhìn vô cái thằng, đây là phép nhân nha, nên mình sẽ nhân như thế này nè. Những cái thằng gạch chiếu mình nhân cho nhau nè, nha. Mình thấy rằng nó cùng cái là cái base, cái base là cái cơ số đó. Nên mình cố định thằng B. Ở bên trên của mình sẽ là tổng từ x1 đến xn, được không? Đúng không nè? Tức là x1 nè, nó cộng cho x2, cộng cho chấm chấm cộng xn, đúng chưa? Mà nó sẽ bằng là tổng của xy, y chạy từ 1 đến n, đúng chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bỏ cái đuôi cái đầu trên đây ra để mình thống nhất ở trên, rồi mình ghi dấu tổng thôi cho nó gọn bớt, được không nè? Đó. Tương tự mình xét cho cái bay số 2 là cái màu xanh mình gạch nè. Cái bay xa. Thì mình viết lại cái đó, ok, bắt đầu mình tô nó màu xanh này ha. Đây là cái bay màu xanh này nha. Thì nó cùng cái bay là 1 trừ b ha. Đó. Ở trên đó, thì mình lấy các số mũ mình cộng lại. 1 số 1 này, 2 số 1 là n số 1, tức là số 1 cộng n lần, vậy mình được là n. Ok chưa? Dạ. Dấu trừ là trừ x1, trừ x2, trừ xn, mình rút dấu trừ ra, bên trong còn lại là tổng từ x1 đến xn, đúng không nè? Ha. Dạ. Mà tổng từ x1 đến xn tức là tổng cái này, mình bỏ luôn cái hiệu trên dưới, mình ghi tổng hết đi. Ok chưa? Yeah. Thì cái hàm này là cái hàm là likelihood function của B. Rồi, coi cái gì thắc mắc thì hỏi à? Dạ, không. Đó, hiểu rồi đúng không? Rồi, bây giờ là mình phải đi tìm. Mình bây giờ mình sẽ đi tìm là cái hàm là log likelihood của B, là cái hàm L nhỏ. À. Đó là lý do vì sao mà hôm trước mình học mấy phân phối trước là như thế. Nó cung cấp mình cái nền để mình có được những cái hàm này nè. À.
Rồi. Được. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái hàm L nhỏ. Hàm L nhỏ B. B phở hả? Thì nó sẽ bằng là natural logarithm của là L lớn. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái này, viên cái cục này là một số nè. Viên viên cục này cũng một số nè. Là hai số nhân cho nhau. Vậy log của một tích thì nó bằng log tổng. Được không? Vậy mình sẽ có luôn là natural logarithm của là B tổng của x y. Nó sẽ cộng cho là natural logarithm của là 1 trừ B. Nó mũ cho là n trừ cho là tổng của x y. Ok không? Mình có thể rút gọn lại thêm nữa nên mình sẽ xử lý tiếp. Tại đây mình áp dụng phương thức như sau. Nếu mình có là natural logarithm của A mà mũ B nè, thì mình được phép thắt cái thằng B này, đưa nó ra là in front. Được không? Vậy mình sẽ được là B log A. Ok ha? Rồi. Và trong trường hợp này mình sẽ đá nó ra. Mình sẽ được là cái tổng nhân cho log B nha. Đúng không nè? Phải không? Cái tổng nhân cho log B mình tráo lại cho dễ nhìn nha. Bản chất của nó là tổng nhân log B. Mình viết thành log B nhân tổng cho dễ nhìn. Còn nhiều lúc mình viết là cái tổng nè, cái tổng nhân cho log B á, thì người ta không hiểu là người ta để cái log B nằm trong này, nó khó nhìn nha, không? Đó. Nên mình tráo thành là log B nhân cho cái tổng, hiểu không? Tương tự bên này nha, cái này thì không tương tự cái này mình được là mình đá cái mũ số nha, tức là đá cái mũ số là viên cục này nhân cho log, rồi mình tráo lại mình lấy cái log mình nhân viên cục ha. Rồi, có thắc mắc gì thôi? Thì cái hàm này là cái hàm là log likelihood function. Ok, không quên ha, đúng không? Rồi, bây giờ mình phải đi tìm cái thằng B, tham số là theta, mình phải đi tìm là theta mũ. Vậy trong trường hợp này tham số là tham số B, mình phải đi tìm cái thằng là beta mũ. Ha. Ok, bắt đầu ha. Nó là maximum nha. Maximum của hàm L lớn cũng là maximum của hàm L nhỏ tại cùng giá trị B. Nhưng mà cái value nó khác thôi, không? Vậy bây giờ mình áp dụng phương pháp là mình quay về cái calculus 1 nha. Giả sử mình có một cái hàm f(x) nè. Yêu cầu thì maximum nha, thì có hai cách. Cách số 1 là mình kể bảng ứng thiên nha. Thì cái thằng trên cao này nó sẽ là maximum, được chưa? Cách số 2 á là mình sẽ chứng minh được rằng là tại cái f(x) bằng 0. Ha, tức là tại một cái x0 bằng 0 bất kỳ nè. Thì cái thằng f(2) tại x0 nó sẽ nhỏ luôn luôn nhỏ hơn 0. Thì nó cũng xảy ra maximum tại x0. Đó là mình không dùng phương pháp bảng ứng thiên, hiểu không? Yeah. Vậy mình dùng cách số 2 nha, vì các bạn đã đạt hàm cái 2 dễ lắm. Nên là khỏi về bảng ứng thiên mất công nha. Rồi. Đầu tiên là mình phải đi tìm là critical value. À, quay về bài toán đi kho 1 nha. Tức là bây giờ là mình phải đi tính đạo hàm cấp 1 ha. Đạo hàm của hàm L. Cái variable là B nha, vậy là DL trên TB. Không? Điểm hôm nay là mình đạo hàm cái này, đạo hàm TB ha. Mình áp dụng ha. Thì dễ dàng mình sẽ có được là tổng của xy nó chia cho b. Ở đây nó sẽ trừ cho là n trừ cho là tổng của xy nó chia cho 1 trừ b. Tại vì chỗ này mình áp dụng là u phải chia u nha. U phải thì nó ra cho mình một thằng trừ 1 thì là bằng trước có dấu trừ, được không? Yeah. Rồi. Giải phương trình cái đạo hàm này bằng 0 để đi tìm critical value ha. Critical value là điểm tới hạn á, là điểm mà nghi ngờ nó có potential nó trở thành là cái thằng mắc mít ha. Rồi, giải phương trình DL trên DB nó bằng 0. Tức là cái tổng xy nó chia cho B trừ cho N trừ cho là tổng của xy chia cho là 1 trừ B nó bằng 0. Ok không? Rồi, bắt đầu mình vi đồng ha, vi đồng bảo mẫu thì mình sẽ được là tổng của xy trừ cho là b nhân cho tổng của xy trừ cho nb cộng cho là b nhân cho tổng của xy nó sẽ bằng 0, được không? Rồi. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là nb nó sẽ bằng là tổng của xy, được chưa? Vậy cuối cùng mình sẽ ra được cái thằng b mình giải ra nó tức là b mũ này, ước lượng nè. Đó, ha, nó sẽ bằng là tổng của xy mình chia cho b chia cho n chứ ha. Đó, thì đây là kết quả ước lượng áp dụng maximum likelihood của phân khối Bernoulli.
chưa xong nha, mình phải giải thích thêm là tại đây là nó đạt maximum nha, mình phải đi tính đạt cấp 2 ha. Và chắc chắn lúc nào đạt cấp 2 nó cũng ra nhỏ không hết đấy, yên tâm nha. Rồi ở đây mình xin ra chỉ là B thôi, để cuối cùng kết luận mình đưa cái B mũ vào, giờ mình chưa phải là final solution đó, chưa kết luận á. Rồi muốn đưa vào cũng được nha, mình muốn nhấn mạnh ở chỗ cuối cùng ha. Rồi bây giờ đi tính đạt cấp 2, mình sẽ có là D bình phương L DB bình phương nó sẽ bằng đạt hàm CB nha. Thì cái này nó bằng là tổng của là xy nó chia cho B bình phương. Cái này mình sẽ trừ cho. Ở đây mình áp dụng công thức là cái thằng này nè, mình đi đạt hàm này nha. Đạt hàm này thằng là theo B thì mình có là n trừ cho cái tổng, nó là hằng số mình viết lại. Mình còn lại, mình rút nó ra thì ở trong còn lại là 1 chia cho 1 chia B ha. Mình derivative thì mình áp dụng công thức là 1 chia U đạo hàm ha. Nó bằng là trừ U phẩy. Trừ U phẩy nha. Trừ U, đây là dấu trừ của, đây là dấu trừ của công thức nè ha. Dấu trừ của công thức nè. U phẩy thì lại ra trừ 1 nữa, đúng không? Nó chia cho là 1 trừ B bình phương. Nó bằng là trừ U phẩy chia U đó, hiểu không? Ha. Vậy mình có nè, một dấu trừ, hai dấu trừ và bản thân là dấu trừ phía trước nó tổng cộng ba dấu trừ, đúng không nè? Vậy là ba dấu trừ là thành một dấu trừ, hiểu không? Rồi vậy dưới mẫu này mình sẽ làm một trừ b tất cả bình phương. Nha. Mình có thể rút dấu trừ ra mình biện luận nó nhỏ hơn không? Còn không thì mình thấy rằng này nha, cái thằng này nè là nó luôn dương, thằng này cũng luôn dương, mà phía trước thôi đã dấu trừ ra gì vậy nhìn nè. Phân tích nó nhỏ hơn không này nha. Tại vì là bên trong dấu ngoặc nó luôn dương, mà nó có dấu trừ đằng trước nên nó luôn nhỏ hơn không. Tại sao nó dương nè? Thằng này thì nó luôn dương rồi. Mình cứ là cái xy này nè, mình làm n lần mà nó tối đa là mình cho nó bằng 1 hết, nó cũng chỉ bằng n thôi, đúng không nè? Không. Cái tổng này nha. Cái tổng xy á, nó giá trị xy chỉ bằng là 0 với 1 thôi. Mình giả sử là trường hợp tệ nhất là toàn bộ nó đều bằng 1 hết thì cũng làm cho cái này bằng 0 thôi, được chưa? Hiểu không? Nên cái này nó cũng dương. Ha. Vậy là mình sẽ được là hai đạo hàm 2 phẩy nó luôn âm, được chưa? Vì đạo hàm 2 phẩy luôn âm nên mình sẽ ra cái điểm B mình vừa tìm ở trên đó, nó cũng tức là B mũ cực ứng lượng luôn. Thì để mình suy ra MLE là viết tắt của từ là maximum likelihood estimation ha. Cho cái hàng B. Mình cho nó gắn cái B mũ luôn. Đây là cái final solution của mình. Thì đây là ước lượng tốt nhất của thằng B theo phương pháp maximum likelihood. Mình giả sử rồi nha, mình áp dụng cho bài toán bán xe luôn rồi nha. Và coi hiểu không ạ? Dạ. Ok, mình giả sử rồi nha. Giả sử bây giờ mình có là thằng X đây nè, là khảo sát ví dụ như 5 người đi. Người thứ nhất là không mua, người thứ hai là mua, người số 3 là mua, người số 4 là không mua, người số 5 là mua. Ok chưa? Vậy thì cái này là cái x này là Bernoulli nha, đúng không? Vậy thì bây giờ cái thằng B mũ nó bằng bao nhiêu? Theo cái phương pháp maximum likelihood đó nha. Thì cái thằng B mũ nó là ước lượng của thằng B. Thằng B là tỷ lệ người sẽ mua xe, được chưa? Không? Một ước lượng của thằng B là thằng beta mũ, mình còn những phương pháp khác nữa nha, nhưng mà mình không đề cập ở đây nha. Theo phương pháp maximum likelihood estimation thì cái thằng B mũ là một ước lượng của B nó sẽ bằng nè, là tổng cái mẫu này, đúng không? Nó sẽ bằng là 0 cộng cho 1 cộng cho 1 cộng cho là 0 cộng cho 1 và nó chia cho 5. Vậy cái này sẽ bằng là 0.6. Vậy tỷ lệ người mua xe sẽ bằng 0.6. Áp dụng phương pháp maximum likelihood, được không? Tức là khi một người đi vào showroom để mua xe thì có nghi cơ hay là có tỷ lệ là 0.6 người, 0.6 khả năng mua xe, được không? Đó. Nó là như thế.
Rồi, là mình xong được cho cái thằng Bernoulli. Rồi, có gì thắc mắc gì hỏi nha? Dạ chắc tiếp tục là đúng thứ tự mình sắp xếp sẽ là binomial, nhưng mà thằng binomial nó hơi phức tạp nên mình để nó xếp nó sau cùng ha. Tiếp tục mình sẽ làm cho cái thằng geometry đi ha. Rồi, bài số 2. Cái này nó sẽ liên quan đến cái phần là feature information nha, nên cố gắng hiểu được cách lập cái hàm L lớn như là hàm L nhỏ nha, dưới ha. Ok. Mình sang bài số 2 là mình sẽ làm cho cái thằng là geometry distribution ha. Bài số 2. Mình để cái thằng binomial cuối cùng. Điều mà tiên quyết là mình phải hiểu được cái phân phối nha, thì mình mới nhớ dài được ha. Bài số 2. Thì cái thằng geometric distribution này á tương tự nha. Ở trong trường hợp này mình có là x1 lớn nó bằng x1 nhỏ luôn. X n lớn nó bằng xn nhỏ luôn ha. Đó, cái phân phối là geometric nè. Được không? Cũng là thằng B này cũng tức là cái xác suất mà nó thành công đó, xác suất mà nó success để mình dừng stop như luôn đó, không? Thì với cái mẫu như thế này, đây là cái mẫu này, với cái mẫu cụ thể nè. Mình biết trước nó không có phân phối, thì bây giờ với cái mẫu đó mình phải tìm được là cái thằng B. Nha, theo phương pháp là maximum likelihood estimate. Okay, ha. Đó, thì cũng y chang như bài trên thôi, chẳng qua là cái hàm BMF nó khác thôi, không? Rồi, bây giờ mình phải làm nha, khác bài trên nha, khác là do cái BMF nó khác nhau. Còn cách làm thì tương tự, không khác gì cả ha. Đầu tiên là mình revision lại cái kiến thức trước. Một cái thằng X nè, nó có phân phối là geometry distribution. Thì lúc đó mình sẽ có cái hàm BMF của nó là F của X lớn theo cái nó bằng luôn X nhỏ. Thì nó sẽ bằng là Q đúng không? Ghi luôn là 1-B ha. 1-B mũ là trừ cho 1 nhân cho B. Đúng chưa? Rồi, vậy mình áp dụng cho bài này nha. Mình có là từ x1 đến xn thì mình gọi chung nó là xy. Ok ha. Xy là gọi chung cho nó. Nó có phân phối là geometry. Mình muốn thì mình ghi full chữ cũng được ha. Còn không thì ghi là gel cũng được. Người ta hiểu ha. Rồi. Đáng lý chỗ này là BY nha. Nhưng mà tại vì chúng cùng một phân phối nên thằng B này giống nhau, mình đưa về B luôn ha. Rồi, thì lúc này mình sẽ có được là cái hàm F của X. Mình áp dụng cái bên thì mình viết lại thôi ha. Ở đây một thằng XY cụ thể đi ha. XY lớn cụ thể thì nó bằng XY nhỏ à. Và cái này nó sẽ bằng luôn cho mình là xác suất. Cái này ôn lại xong rồi nên mình xóa đi ha. Thì cái này mình sẽ ra được là xác suất của X lần thứ ngẫu nhiên xy lớn nó bằng xy nhỏ, và nó bằng luôn cho mình là 1 trừ cho b nhân cho là xy mình trừ cho 1 mình nhân cho b. Ok không? Vâng. Rồi, để đầy đủ thì mình giải thích luôn là cái thằng xy nè. Xy là số lần mình thử đó, nó có bằng thoải mái, nó bằng, có thể bằng thì không, nó bằng thì 1 trở lên nè. 1, 2 tức là dừng ở lần thứ 1, lần thứ 2 đó. Được chưa? Hiểu lâm na là cái thằng đầu thì mình dừng là bao nhiêu, lần thứ hai mình dừng là bao nhiêu đó, kiểu vậy ha. Ha. Ví dụ như là thằng thứ nhất. Rồi, đây là cái mẫu này nè. Nha. Mình làm lần đầu tiên thì mình dừng lại bao nhiêu lần đó tùy theo cái số. Còn trường hợp này là mình giải cụ thể ha. Rồi, bắt đầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lập cái hàm L lớn ha. Hàm L lớn thì trong trường hợp này vẫn là thằng B. Mà B trong người cả này nó khác, cũng là thằng B cũ nha, nhưng mình cách làm nó khác nha. Cách làm khác là do cái mẫu mình nó khác nè. Ví dụ thằng XY này nè là mình dừng sau 5 lần, X này là mình dừng sau 6 lần, này dừng sau 7 lần nha, chú nha ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ, nó sẽ bằng là tích của các cái thằng F nhỏ nha, là F của là X1, đây là X1 và cái tham số của mình là tham số B nhân cho F của X2, này sẽ là X2, này sẽ là B và chấm 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 F của Xn, này sẽ là Xn và B ha. Rồi bây giờ mình sẽ sắp cái hàm trên lên xuống ha. Đầu tiên là mình sẽ ứng dụng cho cái thằng Y bằng 1, rồi mình được là 1 trừ B nó nhân cho là X1 mình trừ cho 1 nhân cho B. Tương tự ha, mình sẽ có là 1 trừ B mình nhân cho X2 mình trừ cho 1 nhân cho B.
chấm chấm chấm, rồi lại 1 trừ b nhân cho x n, mình trừ cho 1 mình nhân cho b ha. Yeah. Rồi cô thắc mắc gì hỏi anh? Yeah. Rồi giờ mình rút gọn, mình xét cái base là cái cơ số b trước, thì mình thấy rằng là nó có n lần ha, n lần nhân với nhau nha. Yeah. Giờ mình thực hiện cái mẫu n lần từ x1 đến n, vậy đầu tiên mình sẽ được là b mũ n. Được không? Yeah. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục thì đây mình sẽ có là 1 trừ cho b. Thì nó sẽ cộng là từ x1 đến xn, và mình sẽ có luôn là tổng của xy luôn ha. Và nó trừ cho, mình rút trừ ra thì ở bên trong nó sẽ là các số 1 cộng lại với nhau. Mình cộng n lần và nó sẽ là trừ cho n. Hiểu không? Hiểu đúng bọn này không? Dạ. Ok, rồi mình đã có được hàm L lớn rồi, tương tự nha. Mình đi tìm hàm L nhỏ ha. Vậy từ đây mình sẽ có được hàm L nhỏ theo cái tham số parameter B, thì nó sẽ bằng cho mình là log của hàm L lớn, và nó sẽ bằng log của một tích thì bằng log cộng luôn. Log của là B mũ N cộng cho là log của là 1 trừ B, nó sẽ là tổng của y nó trừ cho N. Cách thức làm thì như nhau, mà chỉ cái hàm vì cái thằng B mũ F nó khác nhau thôi. À. Rồi, cô gì thắc mắc hỏi không? Dạ, không. Rồi, lại tiếp tục áp dụng cái cách mà mình đưa số mũ ra trước. À. Thằng đầu tiên mình sẽ được là N log B. Thằng số 2 mình sẽ được là cái tổng trừ N và nhân cho log. Bước trước bước sau thì cũng như nhau thôi. À. Viết sai cũng được. Phép nhân mà. Thế nào tiện mình viết. Rồi vậy là mình đã có được cái hàm là log likelihood. Rồi bây giờ mình tính đạo hàm để mình coi thử là nó sẽ đạt maximum tại đâu. Thì đó cũng là cái thằng beta mũ cần tìm đó, ha. Rồi. Mình sẽ có là đạo hàm cấp 1 ha. Đạo hàm cấp 1 thì nó sẽ bằng là n chia cho b. Nó sẽ trừ cho là tổng của y trừ cho n. N là số lần mình test ha. Và đây mình sẽ có luôn là 1 trừ b. Nó có dấu trừ là do của thằng là u phải chia u này. U phải nó bằng trừ 1 đó, nên mình đem dấu trừ ra trước ha. Yeah. Rồi, mình sẽ giải phương trình là cái thằng đạo hàm này bằng 0 để mình đi tìm là critical value hay là stationary point, nó như nhau ha. Giải phương trình nó bằng 0. Đồng lên. Thì tại đây mình giải được là b nhân cho tổng với y nó sẽ bằng là n ha. Mình chia ra là b nó sẽ bằng là n chia cho là tổng y. Rồi bây giờ mình đi tính cấp 2 để mình chứng minh rằng là với cái B này thì nó cái hàm L nó sẽ là maximum ha. B này là maximum cho L nhỏ, cũng là maximum cho L lớn nha, chú ý nha. Rồi, đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì nó sẽ bằng là trừ N B bình phương. À, cái cục này, cái này thì mình viết lại một dấu trừ của công thức, một dấu trừ của thằng B nó trả ra nữa là ba dấu trừ thì thành dấu trừ nữa. Sẽ là tổng của y trừ cho n và nó chia cho là 1 trừ cho b tất cả bình, mình rút trừ ra. Cái này thì luôn luôn nó sẽ nhỏ không nha, yên tâm nha ha. Bây giờ mình điện lên xíu này ha. Có thử ha. Bắt đầu mình sắp rồi nha, mình nhắm rồi nha.
Ở đây là tổng xi á, là từng cái xi mình thử mình cộng lại mình trừ cho n. N là số là mình test nha, không? Mình giả sử như mình chỉ không mình không show về dấu tại đây thôi. Không? N là số lần test nha. Còn cái thằng là xi là những cái x1 đến xi mình cộng lại đó, thì những cái này là những cái số lần mà mình thành công, mình lần thành công đầu tiên mình nhận lại, tức là số lần tức là số là mình thử ha. Giả sử như mình chưa chắc chắn về dấu của này đây nha. Ha. Thì bây giờ mình có được cái thằng là n nè, mình chưa biết bao nhiêu này ha, mình lấy mình sắp cái bằng là thằng này nhân cho thằng này. Đúng không? Thằng màu đỏ mình làm nháp nha. Mình sẽ bằng là tổng của xi mình trừ cho là b nhân cho tổng của xi, được không? Vậy mình sẽ rút cái thằng xi làm common factor ở trong cùng là 1 trừ b, được không? Mà thằng b thì tối đa nó chỉ có 1 thôi, nên 1 trừ b luôn lớn hơn không? Đúng không? Nên làm cho cái này nó nhỏ hơn không? Ok không? Mình làm thêm bước đó này nó sẽ bằng là tổng của xi nè nhân cho 1 trừ b. Mà b chạy thì không đến 1 mà, nên chắc chắn cái này dương. Cái này dương thì làm cho cái này dương nên cái này năm, được không? Đó. Nên đa phần tới đây mình tính nó thì mình chỉ cần đánh dấu nhỏ hơn không là được rồi, vì nó luôn anh chú nha. Đó. Trong một số sách thì người ta bỏ luôn cái việc là tính ra hàng cấp 2 để người ta confirm, nhưng mà đầy đủ về mặt toán học á là phải có hàng cấp 2. Mà nó dễ nên mình ghi luôn ha, nha. Đó. Mình chỉ cần tính đúng thôi là mình bỏ dấu nhỏ hơn không là ok, không ai phần này gì đâu ha. Rồi. Với cái điểm B này nó làm cho đại hàng cấp 2 nhỏ hơn không thì mình suy ra là maximum likelihood của thằng B. Maximum M là E ha. B là tỷ lệ thành công. Cái thằng B mũ này cũng tức là cái thằng B của bớt đầu liên luôn nha, nhưng mà do nó phân phối này là nên tính khác nha, chú nha. Rồi là mình đã xong được cho thằng geometric rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho thằng Boson, ok. Thằng số 3 Boson. Mình chú ý là nãy giờ mình làm cho cái thằng N là cái số ít lớn mình test nha, chú nha. Chứ nãy cho cái thằng là binomial thì mình hiểu chính một xíu, chứ không là mình bị nhầm á. Rồi. Xin thằng số 3 là cho thằng Boson. Mình nếu mà dự đoán nếu mà nó cho câu này thì chắc là nó sẽ cho câu Boson này nè, ha. Vì Boson này nó phổ biến ha. Ok, Boson. Thì cái thằng Boson á thì cái tham số theta nó sẽ là cái thằng lambda. Lambda là cái số lần trung bình hay là cường độ trong một đơn vị thời gian. Nó biệt lập với lại sao với các phân khối khác. Rồi. Số 3, bài 3 ha. Nó cho mình là từ x1 đến xn. IID này là y này là identity independent nha, tức là độc lập á, không? IID được tắt ha. Rồi, nó cho mình là phân phối Boson nè. Tức là từng thằng riêng lẻ đều có phân phối Boson. Và nó cùng tham số của phân phối Boson là lambda. Hãy đi tìm là maximum likelihood estimate cho cái thằng lambda ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ xét lý thuyết tổng quát là thằng x nè. Nó có phân phối Boson nè. Thì mình sẽ có được cái hàm BMF của nó nè. Là F x nhỏ nó bằng luôn là xác suất của x lớn nó bằng x nhỏ. Cái này là mình làm cho một thằng x cụ thể, một cái thằng x general ha. Và nó bằng luôn cho mình là lambda mũ x nhỏ E mũ trừ lambda chia cho x factorial. Được không? Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cho một thằng x y bất kỳ bên này. Với thằng x y bất kỳ nè, nó sẽ cân với Boson. Bản chất vấn đề là x đi thì phải đi với lambda y, nhưng mà vì tại vì nó cùng cái parameter nè, không nếu mình bỏ luôn cái thằng lambda y luôn là lambda ha. Rồi lúc này mình sẽ có luôn được cái hàm là bmf cho thằng x đi này. F lớn cho thằng x y này ứng với nó bằng x y nhỏ ha, thì nó sẽ bằng mình xóa nháp cho rộng chỗ biết ha, áp dụng cái mình vừa revision thôi ha. Rồi thì ở đây mình sẽ có luôn là ứng với xác suất của x y nó bằng x y nhỏ, và nó bằng cho mình là lambda mũ x y nó nhân cho e mũ trừ lambda nó chia cho là x y factorial ha. Rồi bây giờ mình đi tìm hàm l lớn.
L lớn của thằng là trong trong ngữ cảnh này là lambda nha, 15 lambda là cái parameter mình còn phải ước lượng ha. Thì mình sẽ có được là f của xi với xi nhỏ. Có tham số nè, tham số là lambda. Thế nhân cho là f của x2, đây là x1 của x2 luôn nè. Mình tăng lên cho thằng x2 và chấm 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 cho thằng xn. Ok. Rồi bây giờ mình sắp vô theo công thức bên trên. Trường hợp đầu tiên là trường hợp cho y bằng 1. Vậy đây sẽ là lambda x1 nhân cho e mũ trừ lambda chia cho là x1 factorial tương tự là lambda x2 nhân e mũ trừ lambda nhân cho là x2 factorial chấm 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 lambda nhân cho x3 e mũ trừ lambda chia cho là x3 factorial. Ok không? Rồi bây giờ mình rút gọn ha. Rút gọn á thì mình xét cho lambda trước nha, là mình thấy rằng đây là x, đây là n chứ đúng không? Chấm tên n mà ha. Rút gọn nha, rút gọn thì đầu tiên cho thằng lambda trước thì mình thấy rằng là mình cố định thằng lambda thì bên trên nó sẽ cộng lại, đúng không nè? Mình sẽ được là lambda của là tổng x đi. Được không? Được không? Thằng e thì mình giữ nó cố định ở trên là mình được là trừ lambda và nó sẽ ra n lần. Vậy mình cộng hết lại nha. Mình được là e mũ của là trừ n lambda. Được không? Và dưới này nó sẽ là từ x1 đến xn nó nhân lại với nhau, là tức là từ giai thừa của nó nhân lại với nhau đó, đúng không? Tức là gì? Tức là x1 giai thừa nè nhân x2 giai thừa nhân x3 giai thừa. Được chưa? Thì nó sẽ bằng là tích này nha, mình cứ gom lại nha, nó bằng tích nè. Tích xi giai thừa. Ok chưa? Y chạy từ 1 đến n thì nó đúng với cái default này mình set up rồi, mình bỏ luôn chỗ đó viết cho nó gọn. Đúng nè, ha. Vậy sẽ là tích nè ha. Ha, tích của xi factorial. Đó. Rồi, cô thắc mắc gì thôi à? Dạ không. Rồi, bây giờ mình từ cái thằng L lớn của mình tìm thằng L nhỏ ha. Thằng L nhỏ lambda nó sẽ là một cái hàm theo là natural logarithm của thằng L lớn. Rồi mình tưởng tượng nha, phép nhân thì cộng mà phép chia thì trừ nha, đúng không nè? Và mình sẽ ra được là natural logarithm của là lambda tổng xi nó sẽ cộng cho là natural logarithm của là e mũ trừ n lambda. Tức là n là số lần mình đi lấy mẫu từ x1 đến xn nè, hiểu chưa nha? Đó. Rồi, thì cái cuối cùng thì nó phải trừ ha. Trừ cho là natural logarithm của là tích xi factorial nha. Rồi mình đi rút gọn. Thằng đầu tiên thì mình rút cái tổng ra. Nó bằng là tổng nhân cho log mà mình cháo là mình viết là log nhân cho cái tổng. Cho nên mình khỏi vướng thôi. Nó lấy là cái tổng nhân cho cái log nha, mình cháo lại nha. Tại đây thì mình đưa cái mũ ra thì chỉ còn lại log e, mà log e thì nó bằng 1 luôn nên bỏ luôn ha. Không. Và cách cuối cùng thì mình cũng không có xử lý được gì. Mình có cũng có mình có thể viết thành tổng nha, nha. Tức là log của một tích là những cái này nhân cho nhau nè, chưa? Thì nó bằng tổng các log. Hiểu không? Yeah. Ok, vậy đây nó bằng là tổng này nha, là log của là xi. Có thử là mình có cái thằng không có giai thừa nha, mình viết cụ thể chỗ này xíu này nha, được không? Tại đó nó là log nè của là x1 giai thừa chứ đúng không? X1 giai thừa. Lại nha, x1 giai thừa nè nhân cho x2 giai thừa. Mình đang viết chứng minh ra nha. Nhân chấm nhân cho xn giai thừa. Vậy thì cái này phải có giai thừa đó, không? Vậy đây mình sẽ bằng là log của từng cái cộng lại này, tích ha, bằng tổng nè, log của x1 giai thừa cộng cho là log của x2 giai thừa cộng cho chấm log của là xn giai thừa. Vậy là có giai thừa ha. Và đầu y cũng chạy từ 1 đến n nên mình không cần thêm cái tổng trước, thêm ở trên nó khỏi rắc rối. Ok, mình số nhau ha. Dạ. Rồi, con
không thì mình không thấy được điều này thì cứ copy EMC cũng được, không sao ha. Dạ. Rồi, xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính đạo hàm của con này ha. Rồi có thể nó sẽ là stationary boy hay là critical boy, nó sẽ chạy ra tại đâu ha. Mình sẽ có là đạo hàm của thằng L theo cái thằng lambda nha, chú nha. Thì mình sẽ được là tổng của y mình chia lambda này trừ cho n. Vì là đạo hàm cho lambda mà toàn bộ cái này nó là hàng điều hàng số nha, vì ở đây là cái mẫu mình biết được nó bằng bao nhiêu nên nó cũng là hàng số luôn, nó bằng không chú nha, này bằng không nha. Vì nó nôm na là nó là một cái hàm không có lambda nên nó sẽ là hàm constant, mà hàm constant thì nó bằng không ha. Rồi giải phương trình đạo hàm bằng không. Từ đây mình suy ra được là cái tổng thì nó sẽ cái tổng chia lambda thì nó sẽ bằng n nha, được không ha. Mình cần tìm lambda nên mình nghịch đảo luôn, vậy mình sẽ ra được là lambda nè nó chia cho cái tổng nè thì nó sẽ bằng là 1 phần n, được không? Vậy mình suy ra là lambda của cái phân khối này sẽ bằng là tổng của y chia cho n. Rồi mình đi tính đạo hàm cấp 2 để mà mình đi tìm cái thằng là nó nhỏ hơn không, đánh giá nó nhỏ hơn không à, không? Đạo hàm cấp 2 theo lambda thì nó bằng là trừ của là tổng của y chia cho lambda bình phương. N là constant rồi nên là nó bằng không, cái này chắc chắn nó nhỏ hơn không ha. Dạ. Thì đó mình kết luận MLE cho cái thằng là lambda là lambda 4 nó bằng, cái này cũng rất là trung bình của mẫu luôn rồi nha, tức là tổng cái mẫu mà chia lại n nó là trung bình mẫu luôn đó ha. Đó. Từ đó mình suy ra mình khảo sát một cái mẫu mà nó có phân phối Poisson á thì mình lấy tổng các mẫu mình cộng lại mình chia cho n thì đó là cái thằng lambda, được chưa? Đó là theo phương pháp maximum likelihood nha. Mình còn vài phương pháp nữa nhưng mà thôi mình khỏi giới thiệu, có học thì giới thiệu cũng có thôi ha. Rồi. Mình sang cái cuối cùng ha. Là cái thằng là binomial là đủ 4 cái distribution của mình. Và nhìn theo đây có gì thấy không? Ok. À, tiếp tục là thằng binomial. Bài số 4, thằng cuối cùng của cái dạng này. Rồi trước khi mình làm thì mình phải hiểu chỉnh cái này xíu, chứ không là hiểu nhầm á ha. Rồi đọc đây nha. Nó cho mình là từ x1 đến xn nó là một cái binomial distribution. Binomial là BNB nha. Ha. Trong đó người ta nói rằng là cái thằng B mình chưa biết ha. Thằng B này cũng là cái property của cái success cho một cái lần Bernoulli ha. Yêu cầu mình đi tìm là maximum likelihood cho cái thằng B ha. Rồi bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái này xíu nha, như sau nha, nha. À, cái thằng N này là nó hiểu nôm na là cái này mình hiểu như nôm na nha. À, tức là mình hai này nó khác nhau rồi nha, mình hiểu nha. Nè. Tức là mình đang được phân tích cái thằng N này nè. Thằng N này nó là số lần mình thử. Nhìn ra được chưa? Được không? Còn cái thằng N này á cho là trong một lần thực hiện x1 nè là mình thực hiện n lần và thành công của nó là x1 nha. Còn n này là số thứ tự lần thử nên bản chất hai thằng n này nó khác nhau nên bắt đầu buộc mình phải hiệu chỉnh lại để biết nó khác nhau chứ không là hiểu sai nha. Thì cái này mình sẽ hiệu chỉnh nó thành chữ m đấy ha, ok không, cho nó khác nhau nha. Vì hai cái nó khác nhau, nó không giống nhau đâu mà mình vô tình mình biết nó giống nhau đó ha. Cho nên mình sẽ là cho m nha, tức là mình test là m lần, tức là m lần mình lấy cái mẫu thử, được không? Okay. Yeah. Mình xét cái lần thứ nhất nè, chưa? Lần thứ nhất mình thực hiện, mình để đi tìm x1 đó, ok chưa? Không, x1 là mình đi test n lần Bernoulli, rồi mình ra được cái thằng x1 này, hiểu nha? Được không? Được không? Nên là hai thằng này nó khác nhau, nên để ghi n nó không giống, nha. Nên bây giờ mình phải hiệu chỉnh hai thằng này để cho cái hiệu nó khác nhau, chú nha? Được không? Yeah. Vậy n của phân phối là mình cố định đi, thì bây giờ mình hiệu chỉnh cái thằng n bên kia là mình nó trở thành là m lần mình lấy mẫu. Ok, đó.
chứ không là hiểu sai là sai đó nha. N này tức là trong một lần mình lấy mẫu, mình làm N lần, trong đó ít một lần nó thành công, chú ý đó. Còn M là số lần mình lấy mẫu, nó khác nhau ha. Mình hiểu chính rồi ha, được không? Đó. Rồi giờ mình đi tìm cái thằng thằng B nha, cũng là thằng B của Bradley, cũng là thằng B của Bradley đó, nhưng mà cách trình bày nó khác ha. Rồi mình sẽ có như sau. Đầu tiên mình cũng ôn lại xíu nha. Rồi mình ôn lại Bradley xíu là nếu một thằng X nè, nó có phân phối là binomial nha, binomial NB, thì cái hàm BMF là F lớn của X nó bằng X nhỏ, nó cũng tức là xác suất của X lớn nó bằng X nhỏ, nó tức là bằng là combination của là N và X nhỏ. Tại đây sẽ là B X nhỏ, đây sẽ là 1 trừ B của là N trừ chữ X nhỏ, được không? Rồi bây giờ mình áp dụng nha. Rồi thì mình sẽ có được là thằng XY nè, nó chỉ có phân phối là binomial N, nó lấy là BY nha, nhưng mà do nó cùng phân phối nên là B nó giống nhau. Và một lần mình thực hiện á, là thực hiện Bradley N lần, nó N này cũng giống nhau luôn, đúng không? Rồi vậy mình sẽ có luôn là, mình sẽ viết luôn là cái hàm BMF của một thằng XY bất kỳ, nhất là cách vận hành, cách làm y chang, chỉ khác nhau ở chỗ cái hàm BMF thôi, dẫn đến kết quả nó khác nhau. Rồi thì từ đây mình cái này nó sẽ có 2 ẩn thôi, không có 1 ẩn thôi, thằng N này người ta cho mình luôn ha. N này người ta mình cho mình luôn ha. N này cho luôn à, chứ không cho đâu ha. Đây, đây nó cho mình N là không biết nè. Còn khi trường hợp mình sau này mình, nếu mà mình học thêm phân phối là normal distribution đó nha, nha. Là N nè của là Ni và sigma bình phương nha. Hai thằng này sẽ không biết, bắt buộc lúc đó là mình, lúc mà mình giải phương trình mình đi tìm kinh nghiệm á, là nó sẽ là một cái hệ phương trình chứ không còn là một phương trình nữa, thấy không? Dạ. Nhưng mà mình không học. Ngoài ra thì nó có thêm là phân phối alpha, phân phối beta nữa nha, với cấp học nó mình không giới thiệu thôi nha. Đó. Dạ. Có bao nhiêu cái parameter mà mình chưa biết thì phải có bấy nhiêu cái phương trình để mình giải, chú ý nha. Đó. Rồi thì đây mình sẽ có là f của xy dưới xy nó bằng luôn là xác suất của xy nó bằng xy, và nó bằng luôn là cái tổng của là N nha chú nha. N là số lần thực hiện trong một lần lấy mẫu, đây sẽ là XY, và đây sẽ là B XY, và đây sẽ là 1 trừ B N trừ chữ XY nha. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cho để đi tìm thằng L lớn, thằng L lớn nè, cho trong trường hợp này là B nha, thì nó bằng là F của X1, trong này sẽ là X1 chấm phẩy B, F của X2, trong này sẽ là X2 chấm phẩy B à, và chấm 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 F, nhớ là mình làm M lần chỗ này là M nha. Đó, mình làm N đúng là tầm 7 đó, nhớ nha. Dạ à. Đó, nó sẽ là XM tương ứng là B. Thì tại sao mình để nó cuối cùng là như thế? Nó vướng chỗ này nè à. Ngày xưa là mình cũng bị cái chỗ này, mình bị trừ điểm chỗ này nè. Đó, nên mình có kinh nghiệm. Rồi, bây giờ mình xúc vô, mình xúc vô thì mình sẽ có được là cái đầu tiên ha, N X Y, ở đây sẽ là X1 luôn ha, cho X1 rồi mình cho Y bằng 1 nha. Y bằng 1 thì ở đây sẽ là B của X1 nhân cho là 1 trừ B của là N trừ cho X1. Thằng đầu tiên, thằng số 2, N X2 nhân cho B của X2, 1 trừ B N trừ X2 chấm chấm chấm, này sẽ là N XM nha, XM B của XM 1 trừ B của N trừ cho XM. Đó. Rồi giờ mình đi rút gọn. Rút gọn thì mình thấy rằng là mấy cái combination á, mình gom chung mình coi nó như một số thôi, mình viết lại thôi nha. N X1 nè, N X2 nè, chấm 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 nè, N XM nè, cái này mình gom chung mình coi nó là một số. Rồi bây giờ thằng B á, thì mình thấy rằng tổng là tổng chạy từ 1 đến tổng từ X1 đến XM nha, đúng không? Vậy vì là nó khác từ 1 đến N nên mình ghi cụ thể ra nha, đây sẽ là XY nè, nhưng mà Y chạy từ 1 đến M nha chú nha. Đó, phân tích lại cho xíu cho dễ thế này nha. Đây. Dạ.
mình thống nhất là x y tổng là chạy từ 1 đến n là mình khỏi ghi, mình do chạy từ 1 đến m đó nên mình ghi ha. Tiếp tục mình xử lý cho cái thằng là 1 trừ b. 1 trừ b thì mình thấy rằng là nó cũng ra bao nhiêu, mình thấy rằng là mình xét là nha, nó sẽ là m lần nha, đây nè, một lần nè, hai lần nè, tới m lần. Mà mình thấy rằng là m lần của n, đây là một lần n nè, hai lần n nè, đây là m lần n nè, vậy nó sẽ là m lần n nha, đúng không nè, được không, được không? Rồi nó sẽ trừ cho, rút trừ ra là tổng từ x1 đến xm, vậy cái này sẽ là tổng của xy, y chạy từ 1 đến m, đó, không? M là tổng số lần mình lấy mẫu, còn N là tổng số lần mình thực hiện trong một lần mình lấy mẫu. Đó. Rồi. Ok, đẹp ha. Bây giờ bắt đầu mình chia ra hàm L nhỏ ha. Hàm L nhỏ B. Thì mình coi cái này là ba số nha, bình thường ha. Cái số đầu tiên mình chỉ viết lại thôi. Rồi mình phá luôn cho nó lẹ nha. Cái số 2 là log của thằng số 2, mà mình thấy rằng cái tổng mình đưa xuống lượt nên nó bằng tổng nhân cho log, mình viết thành log nhân cho tổng. Rồi mình sẽ cộng cho cái sau thì mình được là mn trừ tổng nhân cho log của 1 trừ b. Mình viết log trước luôn, giỡn xíu cho đủ chỗ viết nha, đủ. Tới đây là gần xong rồi đó, nó hơi phức tạp thôi. Rồi ở đây mình sẽ được là log của 1 trừ b nhân cho là mn trừ cho là tổng của y, y chạy từ 1 cho đến m. Rồi coi gì thấy không? Không. Rồi tính derivative ha. Find the first derivative, reverse the two là p. Q là đa hàm thứ b, mà cái cục này thì không dính tới b nên là nó bằng không, bỏ luôn, phải không ha. Đó. Cộng thì trừ á. Giải phương trình derivative nó bằng không. Là mình nhẩm bằng không, mình cho nó số nó bự quá nên mình nhẩm mình ghi đồng luôn nha. Mình sẽ có được là rồi mình suy ra thằng B ha. Giả sử nếu mà thằng n mình chưa biết á, mình phải tính là dl chia cho dn nữa nha, đúng nha. N là variable mình cần giải mà, thì nó lại vướng ở trong cái log này là phức tạp vô cùng á. Rồi bây giờ mình tính cấp 2 để mình thấy rằng là nó cũng nhỏ hơn không luôn. Cấp 2 ha. Dl bình trên cho db bình thì nó sẽ bằng cái đầu thì nó ra trừ ha. Mẫu là b bình. Cái này là một dấu trừ của công thức, một dấu trừ do thằng 1 trừ b đưa ra là ba dấu trừ.
cái này đánh giỡn không luôn, không có tính gì cái thứ mình ra chứ mình thì cũng ra giỡn không luôn luôn nha, chú nha. Rồi mọi người kết luận MLE cho là B ha, MLE cho B đây, beta mũ nó sẽ bằng là tổng của y, y chạy từ 1 đến m chia cho m của n. Mình có một cái version khác nữa nha, mình muốn viết nha, mình thực hiện m lần mà mình tổng hết mình chia cho m đó cũng tức là cái thằng ít trung bình luôn đó, vì thực hiện m lần mà mình chia cho m lần thì đó là ít ngang đó. Ví dụ như mình thực hiện 8 lần mình chia cho 8, còn n là tổng số lần mình lấy mẫu, nó khác. Ok, quy trình này cũng được ha, cái này cũng được, mình hiểu được ha. Rồi xong ha, bây giờ mình sẽ tới một cái tính chất, mình phòng ngừa nó hỏi thôi. Mình đang ở phần số 2 rồi, mình sẽ phần số 3. Một là introduction, hai là property, hai là maximum likelihood, ba là mình xét một cái property đi. Cho thì mở rộng ra. Ok. Đầu tiên là tính chất của cái transformation trước ha. Transformation sau. Giả sử như là mình có cái hàm phi, nó là một cái hàm theo đúng theta, theta là cái thằng parameter mà mình còn phải đi estimate đó ha. Thì vấn đề ở đây người ta nói rằng là hãy từ đó người ta sẽ có cái định lý nha. Thì ước lượng của thằng phi nè cũng tức là ước lượng của thằng theta được thay bằng theta mũ. Đó, có cái này ha. Cái này người ta gọi là transformation. Chúng mình áp dụng liền một bài tập đấy ha, để thấy được chỗ này. Ok ha. Ví dụ cho nhỏ ha. Mình giả sử như là cái thằng beta mũ đó, tức là cái tham số cần ước lượng là cái tham số beta. Chà, mình ghi chép cái đề ngắn gọn nha. Nha. Tham số cần ước lượng là tham số beta. Nó có một bài toán rất là dài nha, nhưng mà do nó liên quan đến cái phân phối mình không có đề cập trong chương trình nên mình không có ghi cái đề bự ra, mình chỉ tóm tắt thôi, được không? Tức là mình có một cái tham số beta là cái tham số mà mình cần ước lượng, được chưa? Thì sau quá trình ước lượng á, mình tìm được cái thằng beta mũ thì nó sẽ bằng cho mình là tổng của xy nó chia cho n, y chạy từ 1 đến n nha, được chưa? Yêu cầu là phi estimator của là căn bậc 2 của beta. Ok, bắt đầu giả ha. Đầu tiên thì mình sẽ coi cái thằng phi đó nó sẽ bằng là cái hàm là căn bậc 2 của beta. Vậy ước lượng cho căn bậc 2 của beta cũng tức là ước lượng cho là cái thằng phi, đúng không nè? Không hiểu hôm nay là đề bài yêu cầu mình ước lượng cho cái thằng là phi mũ, vì thằng này là mình đặt nó là phi, phải không nè? Vậy ước lượng của phi sẽ là phi mũ, ok không? À, vậy mà mình áp dụng định lý trên, từ đây mình suy ra phi mũ ước lượng của phi, không? Nó sẽ bằng là căn bậc 2, vì mình thấy cái thằng parameter vô là cái cũng tức là cái thằng là beta mũ, không nè? Đó, hiểu hôm nay cái hàm trong trường hợp đây là cái hàm là hàm căn bậc 2. Vậy mình sẽ bằng này ha, là căn bậc 2 của là tổng xy nó chia cho n đó, thì cái thằng này từ đó mình kết luận ha, MLE của là căn bậc 2 beta của phi vừa được nha, là đó. Rồi coi thắc mắc gì không ha. Thường thường là cái đề nó sẽ cho mình rất là dài. Câu số 1 thì nếu mà nó cho đơn giản đó nha, thì nó cho mình là một cái phân phối, rồi nó yêu cầu mình hãy tìm là maximum likelihood, được chưa? Câu dưới nè, câu dưới nó sẽ yêu cầu mình đi tính là MSE, rồi yêu cầu mình chứng minh rằng nó là bias hay là unbias. Unbias này ha, là với cái ước lượng mình vừa tìm được đó, nó là bias hay là unbias. Rồi với ước lượng mình vừa tìm được đó, nó là consistent hay là inconsistent.
và với ước lượng mình tìm được á, nó sẽ là efficient hay là inefficient và sufficient nữa, cái đó là thuộc cái phần chế đề âm sau ha. Sau là mình phải đi lên một cái đập một cái đống đó nữa ha. Rồi coi gì thôi không, mang cái tính chất này không, và ở đây nó có thêm một tính chất nữa nha, là tính chất này lý thuyết thôi nha. Thì khi mà cái mẫu mình càng lớn á, thì cái phương pháp này nó sẽ excellent ở cái độ chính xác nha. Cái mẫu lớn tức là cái số lần mình lấy mẫu á nó càng nhiều thì mình sẽ cho được kết quả của phương pháp tuyệt vời, gọi là excellent nha. Nhưng mà mình có một vấn đề á, lúc mà mình đi khảo sát mẫu á, thì cái mẫu mà càng lớn á thì dẫn đến cái việc chi phí và cái công mình bỏ ra rất là nhiều. Ví dụ mình khảo sát từ ít từ 1 cho đến 100 đi, thì tức là mình phải đi làm 100 lần. Mình biết rằng là càng nhiều thì nó càng tốt á, nhưng mà mình làm 100 lần thì bài toán nó cân đối chi phí. Giả sử mình đi khảo sát là 100 phường đi, thì mình thấy rằng là 100 phường thì kết quả nó ok. Nhưng mà bây giờ mình đi khảo sát nó đông quá thì tốn thời gian chi phí. Nên là nhiệm vụ của người data scientist người ta phải cân bằng được hai cái, là vừa đúng mà vừa đúng được cái chi phí. Không? Sơ sơ thôi à. Rồi, mình nói lại nha, tính chất này là lý thuyết thôi. Phương pháp này nó sẽ cho kết quả excellent nếu mà cái mẫu mình lấy bự. Tức là ít mà cái chân ở dưới nó to, không? Ok không? Rồi. Thực tế là nó có tới 13 cái maximum latitude cho cái này nha, nhưng mà do mình học 4 cái mình chỉ thấy 4 cái thôi ha. Có một số cái là nó có hai cái parameter ha. Nhưng mà mình chương trình mình giới hạn 4 cái thì mình nói 4 cái thôi. Ok ha. Tiếp tục ha. Rồi, chốt phần này cô có gì thấy không? Không thì mình sang chuyên đề tiếp theo. Nhưng mà để cho mình không được các chuyên đề trên là mình tìm logarit. Cái nào tìm logarit đây? Cái nào? Phương pháp cắt không, cái này không, cái này là hiểu mình hiểu năm nay nha, tức là cái căn beta này nó là một cái hàm theo beta, hiểu là một cái hàm theo cái thằng beta nè. Cái thằng beta mũ là cái thằng chính nha, mà mình có kết vẽ rồi mình đâu còn ước lượng nó nữa đâu nữa nha. Nhưng mà cái đề yêu cầu mình là đi tìm thằng căn beta nha. Nếu mà mình làm từ đầu đến cuối thì nó phức tạp, mà do là cho căn beta mà, đúng không, chứ đâu phải cho beta đâu, đúng không? Thì thay vì làm cho cái thằng căn beta thì mình phải làm cho cái thằng beta trước, hiểu không? Đúng rồi. Vì nó đơn giản hơn, hiểu không nè? Đúng không? Từ có kết quả của thằng beta thì mình suy ra cho thằng căn beta, thì đó là cái tính chất của nó nè, đúng không? Còn giả sử như em muốn làm layout cũng được, nhưng mà em đụng với cái căn nè, nó phức tạp lắm, đúng không? Đó. Mà ở đây mình ví dụ là cái căn thôi, còn những bài khác nó sẽ là cái hàm khác. Hiểu nôm na tính chất này là mình ước lượng cho một hàm, hiểu nôm na không? Đó. Rồi bài này nó dài lắm, bài dài là nó cho mình là một cái beta, nó là một parameter của phân phối cho mình là phân phối là exponential function, là cái thằng beta, và mình đi tìm cái thằng ước lượng của thằng beta. Nhưng mà do mình không học nên mình lấy kết quả là ước lượng của thằng exponential function đó là cái thằng beta mũ nó bằng cái này nè, không? Rồi nó hỏi mình câu ở dưới là ước lượng cho thằng căn beta, là mình bài giải mình ở dưới ha, với điều kiện là cái thằng beta mình đã ước lượng rồi, ok ha. Rồi tiếp tục ha.